Hello mọi người. Giờ này thì chắc cả nhà ai cũng đang ăn tối mất tiêu rồi. Phương mới về khách sạn ở ngoài Nha Trang. Hôm nay hơi hơi bị đuối tí. Mặc dù bay cũng chả gì nhiều hết, thời tiết thì cũng tương đối tốt. Không biết cả nhà giờ này ăn món gì ha? Bây giờ Phương đang về mà bị mệt quá, chưa nghĩ ra món gì ăn nổi luôn đây. Có các bạn nào mà ở Nha Trang hay là quen Nha Trang những điểm ngon đó giới thiệu cho Phương với. Không nghĩ mới connect bao nhiêu trái tim bay tứ tung. Cái đèn này như mặt nhìn tái mét nhưng mặt Phương không bệnh tới ở đó đâu. Nhìn thấy cái ghê vậy đâu. Kukuhiro. Eh man, tu serais pas à Nha Trang par hasard? On vient de débarquer et on commence à avoir beaucoup, beaucoup de temps ici. On ne sait pas quoi faire. Enfin, je ne sais pas quoi faire. J'ai eu un coup de claque et maintenant je cherche quelqu'un avec qui m'amuser. Voilà. Ok, tấm lại là bây giờ hiện giờ là Nha Trang thời tiết rất đẹp. Không biết Sài Gòn bây giờ bên ở nhà như thế nào nữa. Hello Tâm. Sài Gòn mưa chưa các bạn? Hay vẫn chưa mưa? Tim bay tứ tung, thích quá. Chắc chạy cái móng chân rồi. Đó. Ồ, không có liên quan lắm nghe nhưng mà da. Xin chào Phạm Ngọc Ánh. Anh cái móng ơi. Mà bức xúc. Kể đi. Chào Kim Ngân Lê. Vậy thì cảm ơn Vũ Thanh Tâm. Chị cũng rất vui gặp lại em. Thế thì các bạn có những lời địa chỉ nào? Xin chào Kiều Endo. Có các bạn nào có những địa chỉ ăn ngon ở Nha Trang không? Xin cho với. Trước khi Phương xíu tới nơi đây. Hello mọi người. Có chị bay từ sáng, giữa sáng với trưa chị bay đi chị bay đi Pleiku rồi về Sài Gòn. Rồi bây giờ lại bay ra Cam Ranh. Hello Chí Trần. Trí Trần ơi, chị yêu thương em lắm. Sung sướng chưa? Mẹ răng hơi bị vàng, uống cà phê quá trời nãy giờ chưa kịp xúc miệng. Nó ghê ghê. Cảm ơn Lê Huyền, chị cũng chúc em buổi tối ấm áp. Dễ thương quá, chị Trần ơi, em đang làm cái gì đó? Có địa chỉ nào ăn ngon Nha Trang cho chị với em. Ơi. Good evening. Nói thật với cả nhà, cái livestream này không lâu đâu. Livestream này là gọi cái tên cầu cứu để kiếm đồ ăn ăn thôi. Đúng rồi, đủ sức rồi mới nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Bảo nên hôm nay chắc vất vả hả em? Chị Vũ Ngọc Tường Vi. Hôm nay Bảo về hướng hướng Bắc của đất nước mình nên dự kiến là chắc sẽ ảnh hưởng về Hải Phòng với là Hà Nội hơn là phi công mọi em bay ở hướng ở miền Nam. Nên hiện giờ thì hồi chiều thì Sài Gòn cũng có nhiều mây ấy. Nhưng hiện giờ thì Cam Ranh thời tiết rất đẹp. Bonjour Kevin Nguyễn. Chị cảm ơn Trương Mỹ Linh. Chị về khách sạn em không được về nhà nữa. Chúc em buổi tối vui vẻ. Ý, chị Nhung ơi, thích cái mắt. Ở Busan hả? Busan ngon đó. Em thèm ăn Topaki. Thảo Nguyên Đào
Chúc chị buổi tối vui vẻ nha. Chị cảm ơn em, chị cũng chúc em buổi tối vui vẻ. Chị đi ăn vặt ở Nha Trang. Không, em dẫn chị đi nha. Ủa gì thường vậy? Chị cảm ơn em. Bây giờ là cái sức này không đủ để ăn vặt nữa em ơi. Cái này ngồi một chỗ đợi người ta bỏ đồ ăn vô miệng luôn rồi đó. Je vais bien et vous? Thôi, vô trọng tâm của câu hỏi nha. Lâu ngày đi bay lại cảm giác nó như thế nào nha? Thứ nhất là sáng nay tự nhiên mặc lên đồng phục lại thấy vui thông tả nổi. Thật sự lúc mà mặc lên đồng phục mới thấy là mình nhớ đồng phục này quá trời luôn. Nó thuộc về một cái gì đó của mình rồi. Nó giống như là tim ruột gan của mình vậy đó, nên mới nhớ là mình nhớ bầu trời vô cùng và nhớ máy bay vô cùng, nhớ đồng nghiệp, nhớ nhớ nhiều thứ lắm, thậm chí những cái đồ mà vô lý nhất á, còn nhớ cái hơi ấm mà kiểu mà tạt nắng vô mặt mà bị cháy nắng mà bị sốt quá mà mình cũng nhớ nhớ cảm giác đó luôn. Rồi chắc cũng có gì đó hơi bị khùng khùng quá chả biết đó. Hello Đỗ Minh Huy, hung hung đưa em trai ngoài Hà Nội của chị. Giữ gìn sức khỏe anh em, hôm nào ra Hà Nội chị alo hay chị em đi ăn. Cảm ơn chị Việt Tuấn đã kêu Phương dễ thương, bị mặc giống như xác chết đâu còn dễ thương nữa trời. Trời, ai mà coi đẹp. Ta không có xin, đang ăn đuối rồi. Cho địa chỉ đồ ăn đi, cho địa chỉ đồ ăn đi. Trà sữa Nguyễn Như Nhã Anh, em dễ thương lắm á. Nãy giờ chị thấy em là đóng góp hết mình, hết sức vào đồ ăn cho chị. Ở đây có trà sữa, bún cá sứa, bánh canh cá, bánh căn này chị. Người đang nghe hấp dẫn rồi đó. Đỗ Minh Huy em nói sao giống như hai đứa mình hẹn hò em. Kỳ kỳ em. Bảo anh nên không bay được em. Mình có nói hồi nào mình không bay đâu. Có không? Có ai có món ăn chay nào ngon không? Ta nói khi lúc mà bị mệt á, tốt nhất là nghe cái tiếng mẹ đẻ của mình năm giờ là đây, coi đài AT, đài của Pháp cho nó chắc. Thông tin vô thẳng vô não, không cần suy nghĩ. Đang đói, không phải tâm hồn ăn uống, đang đói. Phải tìm cái câu giải thích chứ. Chay bồ đề, ủa chay bồ đề ở đâu vậy em? Thế là cái gọi đó là lời tỏ tình dễ thương đó hả Huy? Em sẽ hẹn hò với chị yêu cả đời luôn. Sao bằng tình cảm chị em mình được? Chị em nói mà chị muốn nôn hả? Ăn chay Đường Huỳnh thúc kháng chị à? À như chị ăn chỗ đó lần rồi đó em. Chị có thể NS là cái gì? Được mấy thứ tiếng nói chưa? Em ơi chị đang đói, chậm trả lời mấy câu đó đâu em. Ra chợ đầm ăn nem nướng là ok. Ủa giờ này chợ đầm còn mở à? Ok cảm ơn Hy Tràng Huỳnh thúc kháng. Để chị tìm trên Google xem sao. Đó, tóc rối bời tùm lum hết rồi. Giờ hồi nãy đi bơi búi tóc còn còn ổn. Bây giờ là cuối ngày là đầu tóc y như cái ổ chim. Rồi cả nhà chuẩn bị ăn tối chưa hay đã ăn chưa? Tối nay có kế hoạch gì không? Hôm nay tới Nha Trang mới nhận thức ra là mùa hè. Và dân chúng ngoài đường đông khủng khiếp. Mà đặc biệt là mới biết Nha Trang là một tỉnh của Trung Quốc. Tiếng chính thức ở đây chắc là tiếng Trung Quốc rồi tới tiếng Việt. Bánh cu cu cà chi chào nhá, khô bi dụ nem nướng chợ đầm hoặc bò lạc cảnh. Không, bò lạc cảnh không ăn đâu, ăn rồi cảm ơn quý Phan. Còn nem nướng chợ đầm rồi sao chị ăn rồi mà đang hỏi không muốn chay mà ta muốn ăn chay mà ai cũng mời tăng mặn là sao. Chị connais le livestream Katy? Go go bisous.
Đúng rồi, chị đang ở khách sạn ngoài Nha Trang. Ờ, là TV trắng quá, bấm khác. Cáp Tình Phương tối nay rảnh không? Mời Cáp đi cà phê hay đi Skyline. Cảm ơn anh Lê Khắc Lập. Rảnh thì cũng không gọi là rảnh, nhưng mà chủ yếu là mệt anh à. Chắc mời Hiền anh, nếu có dịp thì sẽ nhận lời anh, nhưng mà hôm khác chắc phải hôm nay. Cảm ơn anh nhiều. Chị không nói đâu Hà Hồng, chị mệt lắm rồi. Cucu Pedro, ở gì Nha Trang rồi nè. Thôi, tôi nói ra là cảm ơn cho tình cảm của mọi người rất là nhiều, cho những cái like và những comment trên cái tấm hình ngày hôm nay. Phương cũng nghĩ là những cái hình đó lại sẽ vượt qua cái số lượng like đó. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, mà cũng không biết là sẽ bị share nữa. Mà có một cái là không biết share và mấy các bạn đã share cái gì và viết cái gì, nên cũng đang hơi suy nghĩ về cái phần đó. Rồi bây giờ là Phương xin tạm dừng livestream. Sao ai cũng cười ra ta. Phương xin tạm dừng livestream để tập trung về chuyên môn, có nghĩa là đi tìm đồ ăn. Đang thấy bụng lắm rồi. Rồi lúc nào có sức anh sạc pin lại thì lên nói chuyện với mọi người ha. Thì bây giờ là mấy giờ đây? Là 7 giờ 10 phút tối. À, 7 giờ 10 phút tối. Thì cả nhà đi chơi ăn uống vui vẻ. Bữa tối ấm áp tốt đẹp. Gặp nhiều may mắn. Rồi đi xe lái xe cẩn thận. Còn nếu ở nhà thì ở nhà cẩn thận. Cảm ơn mọi người. Cúp đâu vậy trời?